大家好，新年好！chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại và hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng quyển sách Tiếng Trung Vivid năm 2017. Trên tay mình đang là quyển sách Tiếng Trung Vivid hàng ngày và chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng quyển sách này như sau. Mọi người mở đến trang số 1 có bảng chữ cái nhé. Mọi người search phiên âm tiếng Hán chín ngoang ở dòng này nhé. Phiên âm tiếng Hán chín và mọi người nghe và đọc thuộc bảng chữ cái giúp mình. Sau đó là mọi người có thể ôn lại ở bức tranh này, bức tranh trang số 6 nhé. Rồi, ở phần đầu tiên thì chúng ta có là một số câu giao tiếp thường dùng khi bắt đầu học tiếng Hán ở trang số 7. Thì cái phần này mọi người sẽ bắt đầu nhìn ở trong ngoặc cho chúng mình nhé. Tiếng Trung giao tiếp hàng ngày chin, mọi người sẽ nghe ở trên YouTube có video clip và có việt sắp đàng hoàng nhé. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần trang số 10. Trang số 10 đó là phần tả trao phụ. Tả trao phụ, chúng ta có phần này là làm quen. Làm quen thì mọi người cũng search giúp mình là làm quen chào hỏi chin. Làm quen chào hỏi chin cũng sẽ có clip ở trên YouTube và có việt sắp mọi người nhé. Ở phần tiếp theo chúng ta có đó là trang số 17. Trang số 17 thì chúng ta nhìn thấy phần đó là lời chúc. Thì mọi người cũng nhìn vào đây, các bạn ghi giúp mình là lời chúc Jin. Lời chúc Jin thì mọi người sẽ nhìn thấy cái clip đọc mẫu ở trên YouTube nhé. Đây là các câu chúc và lời chúc. Tiếp theo thì đến phần chào hỏi. Đến phần chào hỏi này, ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc cho mọi người đọc mẫu từ phần chào hỏi mọi người nhé. Ok, phần chào hỏi bài số 1 trang 20 mọi người nhé. Nǐ jiào shěme mingzi? Nǐ jiào shěme mingzi? Nǐ jiào shěme mingzi? Từ từ đọc nhẹ thôi nhé. Nǐ jiào shěme mingzi? Nǐ jiào shěme mingzi? Wǒ jiào Wǎng Long. Wǒ jiào Wǎng Long. Nǐ jiào shěme mingzi? Nǐ jiào shěme mingzi? Liu Lu, Liu Lu. 这是我的名片, 这是我的名片, 这是我的名片. 谢谢, 谢谢. 好久不见, 好久不见, 好久不见. 你好吗, 你好吗? 挺好的, 挺好的, 谢谢, 谢谢. Bài số 1 này của chúng ta có 你叫什么名字? Mọi người để ý một chút. 叫, các bạn đọc là 叫, 叫. Đọc liền và nó sẽ ra được cái từ này, đó là 叫, 叫. Đó, đọc nhanh một chút sẽ ra là 叫. 你叫什么? 神, 神. Miệng làm giống mình nhé. Cong lưỡi ở bên trong và bật hơi ra, chúng ta đọc là ân ở sâu trong cổ họng, sau đó đọc là shén 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 mắc shén mắc mắc, đọc nhẹ thôi vì là âm ngắn mọi người nhé. Shén mắc shén mắc miếng tử miếng tử, cái từ z ấy mọi người đưa hàm dưới là một chút, sau đó là đọc ngắn thôi. Tử tử miếng tử. Nǐ jiào shěme miếng tử? Nǐ jiào shěme miếng tử? 我叫王龙, 我叫王龙. 叫 nhá, các bạn đọc nhanh sẽ ra là 我叫, 我叫王龙. 你叫什么名字? 你叫什么名字? 刘露, 刘露. 这是, hai âm dài, mọi người đọc cong lưỡi lên và tròn miệng nhá. 这是, 这是, 这是我的名片. Từ pian là bật hơi nhá. Pian, 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 pian nhá. Pian, 这是我的名片. 谢谢, 谢谢. Cái từ để đọc là ca, ca, chứ không phải là ca nhá. Vậy để đọc là 谢, 谢谢. 好久不见, 好久不见. Tương tự từ ian mình đọc là 见, 见. 好久不见. 你好吗? 你好吗? 挺好的.